Trong năm 2018, Học viện Hải quân tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học. Học viện đã đạt được nhiều kết quả tốt trong lộ trình chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên và hoạt động đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học. Học viện cũng thí điểm thành công thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ cho học viên khóa 58, làm cơ sở để nhân rộng ra toàn quân. Năm 2019, Học viện Hải quân đẩy mạnh triển khai tích cực mô hình nhà trường thông minh, giúp học viên tự tin về ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, thành thạo đi biển và tham gia các hoạt động đối ngoại quốc phòng khi ra trường.